Xin chào quý bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt lại chiếc camera Joyce. Nhưng lưu ý giúp mình là mình không bán camera Joyce của bạn nhé. Và đây chỉ là một anh bạn nhờ mình cài đặt lại và họ đang sử dụng chiếc camera Joyce. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn, và mình chỉ hỗ trợ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và kết nối chiếc camera Joyce và cách sử dụng chiếc camera Joyce. Lưu ý là mình không bán chiếc camera này, không bán hãng camera Joyce, tại vì cái chất lượng hình ảnh và server và nhiều yếu tố khác và mình sẽ không bán, và mình chỉ làm video hướng dẫn với các bạn cách cài đặt khi các bạn đang sử dụng chiếc camera Joyce. Còn nếu các bạn cần tư vấn về camera thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cả mình và video này, để lại comment hoặc là trực tiếp qua Zalo số điện thoại. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cách cài đặt và kết nối cho chiếc camera Joyce như thế nào. Thì trước tiên thì bây giờ chúng ta các bạn nhé, thì chúng ta đi cắm điện cho chiếc camera Joyce này. Và các bạn hãy đợi chiếc camera Joyce khởi động xong thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho quý các bạn. Và bây giờ mình sẽ phải thao tác, trước tiên là chúng ta hãy đi reset mặc định lại cho chiếc camera Joyce. Sau mình bắt đầu vào điện thoại để chúng ta cài đặt các bạn nhé. Đây, bây giờ chúng ta hãy xem chiếc camera Joyce đây. Nhiều dâu nhưng chưa chắc đã mạnh, tại vì mình cũng tiếng đồn xa gần là cái chiếc camera này dùng không ăn thua. Về dùng sau này thì các bạn sẽ lưu ý giúp mình, là tại vì cái này là đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn này. Các bạn gạt cái mắt camera lên. Đây là khu vực lắp thẻ nhớ và nút reset của chiếc camera Joyce. Đấy, như thế là đã reset thành công. Mình cũng không nói sâu về cái việc là ưu hay nhược điểm gì cả. Mình chỉ cái video này mình chỉ hướng dẫn cho những người đang bị lỗi chiếc camera Joyce và hướng dẫn các bạn cài đặt lại thôi. Còn nếu các bạn cần tư vấn về camera thì các bạn, hay là cần về chọn những sản phẩm như nào, thì các bạn có thể comment ngay dưới video này giúp này, hoặc là để nhắn qua Zalo trực tiếp với số điện thoại mình để bên dưới. Khi chiếc camera Joyce đã khởi động xong, đã reset thành công rồi nhé, và nó khởi động xong thì chúng ta hãy bắt đầu sẽ vào điện thoại để chúng ta kết nối wifi cho chiếc camera. Trước tiên thì chúng ta sẽ phải bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vào tải phần mềm Joyce ở trên điện thoại Android. Bạn vào CS vào đây, các bạn đánh chữ Joyce. Và các bạn bấm vào cài đặt. Và các bạn hãy đợi phần mềm tải xong thì mình sẽ hướng dẫn bước tiếp theo. Và phần mềm đang được tải, quý các bạn hãy đợi về phần mềm tải xong. Và phần mềm đã được tải xong thì các bạn bấm chữ mở ở đây. Bấm chữ mở này. Bạn bấm chữ đồng ý. Và ở đây thì các bạn, nếu các bạn chưa có tài khoản thì các bạn hãy đăng ký cho mình một cái tài khoản, bấm chữ đăng ký. Và bạn bấm số điện thoại là 84, ok. Bạch ra, bấm xác nhận. Số điện thoại các bạn muốn đăng ký ở đây 38303883516 13. Các bạn bấm chữ tiếp theo. Các bạn bấm đồng ý và tiếp tục.
Và các bạn hãy đợi cái mã xác nhận gửi về cho quý các bạn vào số điện thoại mà các bạn đang đăng ký. Conflict. À, 598298. 598298. Và các bạn hãy đánh mật khẩu từ 8 đến 32 ký tự A B C D 1 2 3 4. Lặp lại lần nữa A B C D 1 2 3 4. Bấm hoàn tất. Hoàn thành. Việc này đã đăng ký thành công và các bạn bấm vào đây. Và trước tiên thì bây giờ sẽ các bạn để cài đặt kết nối Wi-Fi cho Joyce thì các bạn bấm vào dấu cộng trên cùng bên tay phải. Các bạn trong khi sử dụng ứng dụng. Các bạn khi các bạn thấy chiếc camera khởi động xong và cứ tít tít như này thì là chiếc camera chưa được kết nối Wi-Fi. Thì các bạn sẽ bấm vào điện thoại chủ của chúng ta cho kết nối Wi-Fi, sau các bạn bấm vào dấu cộng trên cùng bên tay phải. Và chúng ta thêm thông minh. Và chúng ta bấm đã hoàn tất. Bấm tiếp theo. Và các bạn chọn đến Wi-Fi băng tần 2.4. Đánh mật khẩu Wi-Fi, bấm tiếp tục. Và các bạn đưa cái camera và cái nhìn vào cái mã vạch ở trên điện thoại. Các bạn hãy để volume của điện thoại to hết cỡ và cho cái mắt camera nhìn vào mã vạch của điện thoại. Và các bạn hãy chờ đợi khi lúc nào chiếc camera báo hoàn tất thì thiết bị đã tải lên và cái camera này đang được tải lên server và đang gắn vào tài khoản số điện thoại đang đăng ký. Và các bạn hãy xác nhận là tên theo mình đặt hay là gợi ý các bạn, mình sẽ là để mặc định, ví dụ như mình chọn là kho xác nhận. Và các bạn bấm vào cái mục là tắt bỏ đi. Đấy là chiếc camera của Joyce đã cài xong và mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt của chiếc camera Joyce vào điện thoại để chúng ta quản lý. Lưu ý là bên mình không bán cái chiếc camera Joyce này, mình chỉ là hướng dẫn hỗ trợ những người anh chị quý vị các bạn đang sử dụng và chưa biết cài đặt. Nếu các bạn cần tư vấn thêm về cái sản phẩm camera an ninh của các hãng nổi tiếng và bán chạy ở hiện tại Việt Nam, các bạn có thể comment ngay ở dưới video này với mình, hoặc là các bạn có thể là nhắn qua Zalo số điện thoại mình để bên dưới hoặc gọi điện thoại số mình để bên dưới. Quý vị các bạn thấy video hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bằng cách ấn đăng ký kênh và ấn nút chuông để mình có nhiều cái nỗ lực ra nhiều video bổ ích hơn cho quý vị các bạn. Và rất mong quý vị các bạn hãy ủng hộ giúp đỡ mình bằng việc là ấn đăng ký kênh và bấm nút chuông. Hẹn quý vị các bạn ở video tiếp theo.